Xin chào mọi người, và nhất là những người em trai tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Đây là video clip mà anh làm về tử vi cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các em. Một trong những cái tuổi mà mới vừa trải qua hai cái năm và phải nói là cực kỳ khó khăn, nhất là năm 2017 với cái năm Đinh Dậu bị trực Thái Tuế, rồi là Đinh nó khắc Tân cho công việc gia đạo. Nói chung là những hai cái năm vừa rồi thì đối với tuổi Tân Dậu, nam mạng hay nữ mạng thì đều là thất bại. Tuy nhiên nam mạng thì nhẹ nhàng hơn là nữ mạng ở trong tất cả các cái việc. Như thì cũng các em cũng đã biết, người mà Tân Dậu thì mang cái thiên can, cái chữ Tân thì thuộc kim, Dậu thì thuộc kim, nhưng mà mạng lại là mạng mộc, cho nên là tuổi với mạng tương khắc với nhau, cho nên là không có được gọi là may mắn suôn sẻ cho lắm, người ta gọi là tuổi mạng tương khắc. Tuy nhiên là thiên can và địa chi là cùng hàng thì là mình làm được nhưng mà mình giữ không được, mình lên bên lang bang thôi. Đặc biệt các người Tân Dậu tuy là mệnh mộc, người ta nói là Tân Dậu là gốc mệnh Long Vũ mà, cho nên là thường là mỗi người dù là nam cũng biết chăm sóc bản thân và đặc biệt thu hút phái nữ. Gà mà gà trống thôi không, rất là nhiều gà mái đi theo, cho nên là đây là một trong những cái tuổi mà anh nói rằng cái vận số đào hoa nó rất là lớn, cho nên là khá nhiều anh lợi dụng cái vận đào hoa của mình thì lắm mối. Tới cái tuổi này rồi thì thậm chí là có gia đình rồi nhưng mà cũng có hay có gà mái phụ ở bên ngoài lắm, cho nên là cẩn thận ha. Chính vì cái điều này, chính vì cái chuyện mà linh tinh về tình cảm không có ổn định này kia, đứng một thuyền mà hai ba bến, cho nên là nó không có được gọi là vượng phát vượng phát về công danh, bởi vì cái việc mà tình cảm nó chi phối rất là nhiều. Người ta nói với can chi thì cùng hành, tiền bạc dễ tạo, sự nghiệp thì dễ thành, nhưng sẽ không bao giờ khó tránh khỏi cái chuyện thăng trầm tình duyên không thuận lợi, vì là tuổi mạng tương khắc. Hơn nữa là cái người là bản chất là lanh lẹ, gọi là dụng đầu, cũng khá là ok. Như anh đã nói ở những cái video cho nữ của Tân Dậu thì các em nam là cứ con gà là nó phiền phức nhất, ăn cũng không chịu đứng tại chỗ mà ăn, đưa cho nắm thóc thì cũng phải bươi mới chịu ăn, cho nên là thuộc dạng không có an nhàn lắm về tấm thân. Tuy nhiên là người Tân Dậu thì dễ tạo, do là can chi cùng hàng thì thành công ở cái tiền vận cũng dễ tạo, tuy nhiên là khó nắm giữ do cái tình cảm rối ren. Cho nên là phải vào cái năm mà người ta nói là người Tân Dậu thì phải hết năm 45 tuổi thì tình cảm sự nghiệp mới có gọi là an nhàn phú túc. Lúc đó chắc có lẽ là mòn chân mỏi gối rồi, muốn dừng một chỗ, muốn kiếm một cái tình cảm nó an nhàn, cho nên là có thể là như vậy mới có cái gia đình ổn định, tiền tài mới bắt đầu mình tập trung vô sự nghiệp nhiều hơn là gái gú nữa ha. Đối với cái tử vi của năm 2019 mà đối với người mà Tân Dậu nam mạng thì nó sẽ như sau. Người Tân Dậu nam mạng đó là như các em đã biết là các em là người thập lụ mộc, cho nên đó là mạng mộc gặp năm mộc là tương hợp, chủ về một năm sức khỏe bổn mạng không có vấn đề. Thậm chí là với cái sự tương hợp này là quý nhân sẽ có quý nhân giúp đỡ nếu mà rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên là Tân Dậu gặp sao Thủy Diệu chiếu mạng. Sao Thủy Diệu thì là một cái sao nói chung là xấu thì cũng không quá xấu, mà nói tốt thì cũng không đúng, tại vì sao Thủy Diệu thường đem đến chuyện buồn phiền, nhất là chuyện buồn phiền trong gia đạo. Người ta nói gặp sao Thủy Diệu chiếu mạng thì nhiều chuyện ưu tư lo lắng, tiền bạc thì không có dồi dào. Tuy nhiên cái sao Thủy Diệu là thuộc hành thủy, đối với cái người mạng mộc á, là không có thua thiệt nhiều, thậm chí là nó còn có lợi nữa. Cho nên nhưng mà với cái sao Thủy Diệu này thì cẩn thận gia đạo có chuyện tan chế bù phiền, đặc biệt là những cái người trưởng thượng. Hạn thì hạn thiên tinh, hạn thiên tinh này là thường đem đến rối rắm tranh chấp, cuộc sống gặp nhiều cái rối rắm, tinh thần bất an có hại cho công việc và sức khỏe. Vốn dĩ là người mà Tân Dậu là đã đa sầu đa cảm rồi, gặp mà nhiều rối rắm thì hãy suy nghĩ không mất ngủ ha, nhưng coi chừng đó là làm cho cái việc mà suy kém sức khỏe nó hiện hành hơn. Tuy nhiên là vận niên của các em thì là một vận niên rất là tốt đẹp, đó là vận niên Thử Quy Điền, tức là chuột về đồng đó. Đây là cái hình tượng mà con chuột được về cái ruộng lúa, về đồng lúa, thì cho nên là báo hiệu một cái năm có thể nói là thành công, an hưởng, làm ít nhưng mà hưởng nhiều, có quý nhân phù trợ. Nếu như mà ở trong cái môi trường mà quan vận thì sẽ có người đề bạt để mình thăng quan tiến chức. Còn ở trong cái môi trường thiên mại thì với cái vận niên Thử Quy Điền này thì mình có thể nói là đại loại là mình sẽ làm ăn mua may bán đắt, làm dễ ra tiền hơn, chứ còn không có cực khổ như cái năm 2017 và 2018 ha. Người ta nói vận niên Thử Quy Điền là rất có lợi cho công việc, nhất là cái môi trường cũ có nhiều thuận lợi, tài lộc sẽ rất là dồi dào. Có vận niên này là êm rồi đó. Sao thì không tốt nhưng mà vận niên thì ngon ha, là bổn mạng thì của năm thì cũng ok. Tiếp đến đó là Thiên Can. Thiên Can chữ Tân với chữ Kỷ thì là bình hòa, không có hình hại cũng không có tương khắc gì hết, thì chủ về một năm công việc làm ăn bình thường, tiền bạc làm ra sẽ có khá. Bởi vì là ngoài cái chuyện mà về tử vi là bình hòa thì nạp âm ngũ hành của Kỷ là thổ, Tân là kim, cho nên là gọi là nạp âm sinh nhập, nạp âm ngũ hành của Thiên Can là sinh nhập, tốt cho việc tiền tài. Xấu nhất vẫn là Địa Chi. Tại sao? Địa Chi là Dậu gặp Hợi, tức là nếu như xét về tử vi thì hai cái tuổi này là không có tương khắc gì cả, nhưng đây là năm tam tai, năm đầu. 3 tuổi mà nhắc lại 3 tuổi mà bị tam tai là Tỵ, Dậu, Sửu. 3 tuổi này là tam hợp này bị tam tai thì năm Kỷ Hợi 2019 thì những người tuổi Tỵ sẽ chịu nặng hơn, và 2020 thì người tuổi Dậu sẽ chịu nặng hơn. Cho nên là mình năm nay thì cũng tương đối nhẹ nhàng, không đến nỗi nào. Dù là vào năm tam tai thì như đã biết thì tam tai sẽ đem là tai ương, tai tiếng, tai nạn cho cái bản thân của người bị tam tai. Tuy nhiên năm nay nó không quá nặng như người tuổi Tỵ, cho nên là hy vọng là với nhiều cái nè, Thiên Can tốt nè, mạng tốt nè ha, vận niên tốt sẽ phần nào khắc chế được cái Địa Chi gặp tam tai của các em. Như vậy phối hợp các yếu tố trên, đứng về mặt ngũ hành và luận giải thì Can Kỷ thuộc âm, ngũ hành sẽ hợp thổ, cho nên là trung vận là thiếu cung, thổ sẽ vượng. Đối với người mạng mộc mà gặp năm thổ vượng thì có khó có được cái phần lợi ích, đừng có mưu cầu việc lớn, sẽ chỉ có lợi nhỏ, và bản thân cần đề phòng cái bệnh nạn do là thổ nó vượng, nhất là hai cái tháng thổ của giữa năm, đó là tháng 5 và tháng 6, tức là tháng Canh Ngọ và tháng Tân Mùi đó. Sao hạn thì có thể nói là chỉ trung bình, cho nên là tình cảm và sức khỏe cũng có điều không được ok lắm. Được cái vận niên và vận thế là tốt, công danh tài lộc có phần thăng tiến, nhưng nên nhớ đây là năm tam tai, không nên khởi nhiều cái tham vọng, vẫn có nhiều lợi ích. Cuộc sống thì không phải lo toan về nhiều mặt, không phải khổ sở, không phải gặp nhiều vấn đề như hai năm 17 và 18. Có thể nói đây là năm mà trung bình khá của các em tuổi Tân Dậu Nam Mạc. Tân Dậu là sau 2 năm Tơi Tả thì tới năm thứ này là năm thứ 3 chúng ta có được cái chúc tốt đẹp. Tuy nhiên là vẫn là năm tam tai, cho nên là cần cẩn thận. Vận vào cái sự nghiệp và công danh của người Tân Dậu Nam Mạng thì xét về tứ trụ thì gặp năm Kỷ Hợi 2019 là với thiên lợi và địa tam tai. Như vậy thì thiên lợi, cái thiên lợi của tứ trụ là nói về công việc, như vậy công việc làm ăn được nhiều người giúp đỡ, vẫn tạo được cái phần thắng lợi ở tổng năm. Tuy nhiên cái phần địa tam tai thì gia đình tình cảm có phần khó khăn, cuộc sống có đôi chút ba vấp bất an. Nếu như mà năm này mà bị cô thần nhập hạn thì rất dễ gãy đổ trong gia đạo. Xét về mặt tử vi thì tiểu vận của năm Kỷ Hợi 2019 đối với người Tân Dậu Nam Mạng là đi vào bại địa, bất lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ, đồng thời cũng có thể chiêu cảm các sự chẳng lành do cái sao Thủy Diệu nó đem đến. Đại vận 10 năm là từ đại hạn 10 năm là từ năm 33 tuổi đến năm 42 tuổi thì cái giai đoạn đại hạn này của các em là có tài tinh thiên phủ ở trong luôn đi theo cung mệnh, nhưng mà là bị Đà La và Kình Dương là kèm cặp, cho nên là tài lộc có làm ra nhiều đi nữa cũng gặp nhiều khó khăn chống phá để mà tiêu hao. Đặc biệt là các em đã thấy là 10 năm là hạn từ năm 33 tuổi tới giờ thì rõ ràng là các em không có nhiều cái sự thành công trong công việc cũng như tiền tài, mà nó có biến chuyển rất là xấu. Tiểu hạn năm nay gặp bại địa lại chịu ảnh hưởng bất an của đại hạn, cho nên là mọi việc đặc biệt cần cẩn thận. Dù rằng là mình thấy ở bên ngoài tốt như kia nhưng mà nên nhớ là mình vẫn ở trong cái đại hạn, vẫn bao trùm lên những là 10 năm liên tiếp mà mình không có nhiều cái sự may mắn. Anh nói là 10 năm đi xuống và 10 năm đi lên, thì 10 năm đi xuống đó không phải là năm nào nó cũng chút xuống, có thể là có năm giật lên nhưng mà có năm nó sẽ xuống sâu hơn, cho nên là tổng 10 năm thì mình không có nhiều tốt đẹp, chứ không phải là 10 năm liên tiếp là cứ năm nào cũng đi xuống không là chết, không chịu nổi đâu ha. Cung mệnh của các em có tan môn và địa trì cộng địa tán, đây là cái dấu hiệu mà nó sẽ không có tốt đẹp. Với cái người mang sao Thủy Diệu thì rất dễ có tan, nhất là đại tan ở trong gia đình, hoặc là tan của những người thân rất là thân cận. Với địa trì và địa tán đi sau tan môn, thường sinh nhiều cái rối rắm bất an. Có thể nói là cần phải giữ cái tâm mình lành một chút, bớt sân si đi thì mới có thể ngăn chặn cái sát tinh, hung sát tinh này phát tán. Đặc biệt với tiểu hao ngọ tuyệt, tiểu hao ngọ tuyệt thì nên cẩn thận về mặt tài chính, tránh bỏ tiền hùng hạp với một cái người lớn tuổi hơn. Làm ăn dễ sinh mất trắng, còn sinh nhiều chuyện tranh chấp, thậm chí là mình phải đưa đầu chịu tội cho người ta. Đặc biệt là thái điếu khách là thái tuế cùng nhập cung mệnh. Người ta nói là thái tế nhập hạn không nạn cũng tai, nhưng mà thái tuế mà nhập vô cung mệnh mình lại bị tam tai, cộng với điếu khách đi trước thì đây là một cái hạn do người quen người thân đưa lại cho mình, không phải là gia đình mình ha. Cho nên là cần cẩn thận ở trong cái việc mà mình cân đo đong đếm ở trong cái tiền tài cũng như công việc làm ăn. Với tam hợp là thiên mã ngọ thiên khóc thiên khắc thì cũng có dịp mà gặp may, vẫn có người giúp đỡ lúc mà gặp khó khăn. Xét chung thì với tam hợp này thì rất là dễ sinh tài lộc, cuộc sống cũng tương đối ok. Đặc biệt là với thiên mã ngọ lộc, thiên lộc tồn và hỷ thần hợp chiếu thì có thể nói đề phòng, nhưng mà năm nay vẫn là năm làm ra được, chứ không phải là một năm là mình bế tắc mình không làm ra được ha. Có năm là mình thấy mình vô cái thế luôn. Với cái cung tài bạch có thiên mã ngọ lộc tồn và hỷ thần hợp chiếu này thì gọi là tiền tài vẫn là hanh thông, không có đến nỗi mà rơi vào bế tắc mà khó khăn. Nhưng mà nhìn chung thì các em phải nên cẩn thận với cái việc mà tăng gia tăng môn của mình, đặc biệt là nó đi chung với cái sao thủy diệu, rất dễ có những cái việc mà buồn lòng, chia lìa với những cái bậc trưởng thượng của mình, cho nên là cần cẩn thận. Nhìn chung các mặt từ sao hạn đến tử vi thì năm Kỷ Hợi 2019 xấu tốt đang xen, nhưng vẫn có nhiều thuận lợi hơn hai cái năm 2017 2018. Tuy sự nghiệp vẫn chưa vào cái thời hưng thịnh, thì dù gì đang ở trong cái thời điểm mà gọi là đại hạn 10 năm, nhưng tương đối thoải mái hơn. Tiền làm ra thì có, nhưng cũng có bị tiêu hao. Tuy nhiên không tránh khỏi cái rối rắm, nhất là quan hệ bằng hữu và gia đạo dễ sinh bất hòa. Nếu có quyền lợi mà chen vào có thể tiến thành xung đột, đặc biệt có nhiều cơ hội tốt nếu biết tận dụng cái mối quan hệ với những người mà từ xưa giờ hay giúp đỡ mình. Phải nói là một năm tương đối thoải mái an lành đối với các em tuổi Tân Dậu năm mạng, nhưng mà đang gặp tam tai nên cẩn trọng nhiều điều, đặc biệt là tam tai năm đầu nó hay đi chung với tai nạn lắm. Năm đầu có thể nhiều người là bị như vậy nè, có thể là 3 năm mà tam tai chịu nặng đó, thì họ sẽ bị cả luôn tai ương, tai tiếng và tai nạn. Tuy nhiên cũng có người là phúc đức họ có, cái cách họ ấy ra thì năm đầu của tam tai chia ra 3 năm, năm đầu tam tai họ bị tai nạn, năm thứ hai họ bị tai ương và năm thứ ba họ bị tai tiếng. Nó cũng vậy, nhưng mà một người mà giật 3 cái đó trong một năm thì te tua, cho nên là cẩn thận ha. Các em nhớ cẩn thận, cái hại dù gì đi nữa là mình đang rơi vào đại vận 10, đại hạn 10 năm cộng với tam tai, năm tam tai nữa thì cẩn trọng vẫn hơn. Còn về mặt tình cảm và gia đạo thì rõ ràng là cái năm Kỷ Hợi 2019 danh lộc có phần đi lên, nhưng mà gia đình tình cảm mình rơi vào tam tai cho nên là không yên, rối ren. Nếu như mà đã có gia đình, vợ chồng thì rất khó tránh bất hòa, bị bất đồng trong cách xử sự với người thân độc. Hạn có tứ hung cắt, gia đình thân quyến có người ốm đau tai nạn phải lo toan, dĩ nhiên là phải tốn hao tiền bạc. Vợ chồng thì sinh thêm phiền muộn. Các em lại có tánh nóng, càng thêm bức xúc thì dễ sinh ra cảnh là đạp đổ thôi ha, coi như vứt bỏ hết. Cái người Tân Dậu này là, với lại là như đã nói, Tân Dậu này là biết chăm sóc bản thân, biết có sức thu hút phái nữ, cho nên là dễ có phòng nhất phòng nhì ha, rồi xong cái là phòng nhất la cái là ôi đi theo phòng nhì luôn cho rồi ha, là coi chừng mình họa vào thân. Bởi vì đây là năm tam tai, nó sẽ rất dễ xảy ra chuyện đó. Với phát thiên phá thái tuế, nếu không nhập với thái tuế nhập mà cung mệnh, nếu không nhẫn nhịn nhường nhau vợ chồng dễ sinh tranh cãi, oán trách nhau, chuyện phiền bực càng thêm chồng chất. Đại hạn 10 năm thì đã là không tốt về cả tình cảm và gia đạo, nên cố gắng bảo toàn cuộc sống lứa đôi. Quan hệ bạn bè nên cẩn thận, đừng nghe lời thị phi, tìm cái càng thêm mà xáo trộn. Rõ ràng là với cái thái tuế mà nhập cung mệnh này thì ảnh hưởng với gia đạo, với tình cảm của mình rất là nhiều. Các em cẩn thận ha. Nói chung là mình có ăn có gì đi nữa thì mình cũng giấu một chút xíu chứ đừng có lộ liễu ha, coi chừng con vợ nó bắt được là lên đường. Ở trong cái năm tam tai này rất dễ xảy ra cái chuyện mà chia lìa vợ chồng. Còn đối với mà mấy em mà độc thân thì năm nay tình cảm lứa đôi là vào năm tam tai, có đi nữa thì nó cũng dễ, cũng không có được vui vẻ, dễ sinh tai tiếng, hiểu lầm. Quan hệ là mang lại nhiều nỗi buồn, không có những cái sự và có những cái sự mà là không có, mình không có cái hướng ra ở trong cái mối quan hệ tình cảm mới của mình thì nó như vậy. Cho nên là rõ ràng là về mặt tình cảm và gia đạo thì năm Kỷ Hợi 2019 với năm đầu của Tam Tai đối với người mà nam mạng Tân Dậu này thì có thể là không được ngon lành, phiền toái nhiều điều, cho nên là cần cẩn thận ha. Còn về mặt sức khỏe thì năm Kỷ Hợi 2019 sao hạn thì tương đối tốt, mạng thì là năm cùng hàng, nhưng vì đây cho nên là sức khỏe cũng không phải là cái vấn đề lớn. Nhưng là nên nhớ đây là năm Tam Tai, đầu tiên nên cẩn thận cái việc tai nạn, nhưng mà có đi nữa thì cũng không đến nỗi là mình phải gọi là bổn mạng của mình có bị suy yếu, nhưng mà không có đến nỗi là bị căng thẳng đến mức mà mất mạng, gọi là bị nguy nan. Với cái sao hạn như thế này thì cái phần sức khỏe có thể là nếu có bệnh nạn đi nữa thì nó cũng nhẹ nhàng mà vượt qua, chứ không đến nỗi mà căng thẳng làm cho các em phải gọi là quá mệt. Người ta gọi là cái người Tân Dậu thì anh nói là số tổng của người Tân Dậu, số mà cả đời của người Tân Dậu nếu mà xét đúng thì không phải là số may mắn, thì người ta gọi là Tân Dậu thì tuổi tương khắc tuổi mạng, công danh thì kém phần, người thì tính tình thì hào phóng quá, lại đôi khi là sa đà vào cái chuyện mà tình cảm, cho nên là cái phần công danh của mình nó cũng bị gì thế, nó cũng bị ảnh hưởng. Cho nên là người Tân Dậu muốn mà gọi là tiền tài công danh tốt đẹp thì phải bớt đi cái phần mà trai gái tình cảm mà chi phối vào cái sự nghiệp. Như vậy thì anh đã tổng hợp xong cái phần mà tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi Tân Dậu nam mạng của các em. Nó báo hiệu là cũng gọi là tương đối tích cực, nếu mà xét kỹ thì nó cũng được 6 điểm so với điểm 10 thì hy vọng rằng là với 6 điểm này nó tốt đẹp hơn là 3 điểm của 2017, 5 điểm của 2018. Thì sau 7 điểm này thì các em biết tận dụng nó, mình vẫn có tiền tài mà tốt đẹp. Thì vận hạn của 6 tháng đầu năm nó sẽ như thế này. Đầu tiên hết đó là tháng Giêng của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Bính Dần. Tháng Bính Dần là hỏa, như vậy mệnh là mộc sinh hỏa, bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe yếu, cẩn trọng bệnh nạn. Anh đã nói ha, cái bộ mạng của mình đó là năm nay là đồng hàng, giờ gặp tháng đầu tiên là tháng sinh xuất bộ mạng thì cẩn thận, dù gì tháng này nó cũng qua rồi. Các em nghe và chiêm nghiệm lại thôi chứ còn không phải là các anh dự đoán gì nữa. Thiên can á, thì chữ Bính với chữ Tân là thuộc ngũ hợp, đây là sự hợp uy thế chủ về chữ trí mà thiên can thuộc ngũ hợp thì rất tốt cho công việc, hanh thông mọi điều, cho nên là tháng Giêng đối với tuổi Tân Dậu nam mạng có thể nói là may mắn về công việc. Địa chi Dần Dậu tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau, cho nên là gia đạo là tốt đẹp may mắn. Thì cũng đúng thôi, tại vì đây là tháng Giêng, thì mình có hết là 10 ngày đầu là Tết rồi, thì dĩ nhiên là mình phải gia đạo nó vui vẻ mà không đến nỗi nào chứ ấy ha. Có thể nói mà nói tháng Giêng là nếu như mà có bài bạc chút thì chắc là anh nghĩ là người Tân Dậu là dễ thắng lắm. Rồi tiếp tục là tháng 2, tháng Đinh Mão. Tháng Đinh Mão là tháng này nè, hôm nay đã là ngày 20 tháng Đinh Mão rồi. Thì cũng như tháng Giêng thì nó là tháng hỏa. Tháng hỏa thì mệnh là mộc sinh hỏa, bản mệnh sinh sức tháng, cẩn thận bệnh nạn, sức khỏe. Rồi về phần thiên can thì chữ Đinh của Đinh Mão nó khắc chữ Tân, thiên can bị tháng tư khắc, công việc gặp khó khăn, cẩn thận vướng rắc rối với pháp luật. Mới 20 ngày này thì gặp cái đinh khắc Tân này thì có thể là người Tân Dậu nam mạng của các em sẽ không vui vẻ trong công việc lắm đâu, sẽ có những cái việc mà mình gọi là rắc rối lung tung, đặc biệt là địa chi Dậu Mão Tý Ngọ. Mão Dậu là thuộc nhóm lục xung, Lục xung là mô tả sự chống đối và đối chọi với nhau về hai cái phần địa chi. Như vậy thì tháng 2 là tháng khá xấu, mà bây giờ thì cũng đã đi được 20 ngày rồi, hy vọng là 10 ngày tới nó không quá xấu đối với tuổi của các em. Tại vì là nam thì sẽ chịu 15 ngày đầu của tháng, còn nữ thì chịu 15 ngày sau, cho nên là qua ngày trăng tròn rồi hy vọng là nó sẽ nhẹ nhàng. Chứ xét về tháng 2 thì rõ ràng là bản mệnh thì bị sinh xuất, như vậy thì phúc tinh và tài tinh sẽ bị ảnh hưởng, không có phát sáng. Thiên can thì bị tương khắc, địa chi thì bị lục xung, rõ ràng là bất lợi rất là nhiều đối với người tuổi Tân Dậu năm mạng, cho nên là cẩn thận ha. Dù còn 10 ngày cuối nó sẽ không có tốt đẹp đâu. Đây, tới đây mới là vận thế của mình nó sẽ ngon nè, từ tháng 3 trở lên thì nó ok. Tháng 3 là tháng Mậu Thìn, tháng Mậu Thìn là mộc, mệnh như vậy là mệnh mộc gặp tháng mộc là đồng hàng, sức khỏe bổ mạng tốt. Thiên can mậu tân, mậu của Mậu Thìn, tân của Tân Dậu của các em là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Nhưng mậu là thổ, tân là kim, cho nên là thuộc nhóm tương hợp về ngũ hành của thiên can. Phần địa chi thìn với mão thuộc nhóm lục hợp, ngon ha. Thìn với dậu là thuộc nhóm lục hợp, thìn với dậu là thuộc nhóm lục hợp đó, thấy em rồi đó. Thìn dậu lục hợp tốt cho gia đạo lẫn công việc, rõ ràng là ngon lành. Như vậy là với cái địa chi lục hợp ha, mệnh thì đồng hàng, thiên can thì được tương hợp về nạp âm ngũ hành. Tháng 3 là tháng may mắn, công việc có thể hanh thông, gia đạo vui vẻ, không có việc gì phải lo. Tiếp đến tháng 4, tháng 4 thì tháng kỷ tỵ, cũng giống như tháng 3 nó sẽ là mộc, như vậy mà mệnh thì quá tốt đẹp, cũng sẽ giống tháng 3. Thiên can chữ tân chữ kỷ cũng không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Nhưng là tân thì canh, kỷ thì thổ, cho nên vẫn là tương hợp của nạp âm ngũ hành, tốt đẹp cho công việc. Ok, tiếp tục cũng giống tháng 3, ngon lành ha. Địa chi tỵ dậu thì thuộc nhóm tam hợp, tỵ dậu sửu, tốt cho mối quan hệ, hanh thông trong công việc cũng như các cái gia đạo của mình. Như vậy tháng 3 và tháng 4 thì khá giống nhau. Thiên can là được tương hợp nạp âm ngũ hành, địa chi thì một cái lục hợp, một cái là tam hợp, như vậy là tốt đẹp ha. Hai tháng này là êm, hai tháng này là qua cái tháng 2 khó khăn thì tháng 3 tháng 4 sẽ báo hiệu nhiều may mắn, làm ăn sẽ có tiền tài. Tiếp đến là tháng 5, tháng canh ngọ. Tháng này là tháng 5 với tháng 6, như là nãy em đã nói, nó là hai tháng vượng thổ nhất của năm Kỷ Hợi 2019. Như vậy mệnh là mệnh mộc của các em khắc thổ, bản mệnh tương khắc tháng, sức khỏe yếu, cẩn trọng tai nạn. Như hồi nãy anh đã phân tích ở trên rồi ha. Thiên can thì tân với canh, tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau về mặt tử vi. Còn tân với canh về mặt nạp âm ngũ hành thì đều là kim, cho nên là vẫn tốt đẹp cho công việc. Địa chi dậu ngọ tý ngọ mẹo dậu, dậu tý ngọ mão dậu, ngọ mão dậu. Ngọ dậu thì thuộc nhóm tứ hành xung, cho nhưng mà nó cách nhau con dậu rồi thì cái phần xung khắc nó cũng không quá to lớn, cho nên là gia đạo thì có buồn phiền chút chút thôi chứ cũng không có nặng nề đối với tuổi của các em. Như vậy tháng 5 thì phải để ý cái bộ mạng, vì hai tháng này là thổ vượng sẽ không tốt đẹp cho người mệnh mộc. Dù là mình khắc nó đi nữa thì mình cũng phải để ý, vì dù sao đi nữa thì đây là năm tam tai, nó cũng sẽ có nhiều cái xung khắc, có nhiều cái điều mà bất ngờ không tốt xảy ra. Rồi tiếp đến là tháng 6, tháng Tân Mùi. Tháng Tân Mùi cũng giống như tháng 5, tháng 6 giống như tháng 5 thì là gốc thổ, như vậy mệnh thì cũng sẽ giống như tháng 5, mộc khắc thổ, cho nên là cẩn trọng nhất là cái việc tai nạn ha. Có thể nó không phạm thân mình nhưng mà biết đâu được mình lại là ăn tam tai, nó xui, nó kéo xui, nó chồng xui, nó làm một phát một nặng nề thì mình nằm một chỗ 10 ngày nửa tháng thì cũng ảnh hưởng đến công việc rất là nhiều, thậm chí nó biết đâu là mình nằm còn tệ hơn, cho nên là cần cẩn thận. Thiên can thì chữ Tân sẽ cùng hàng kim, tốt đẹp cho công việc hanh thông. Như vậy là từ tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng nào cũng hanh thông công việc, nhưng mà tháng 3, tháng 4 thì tốt đẹp hơn nhiều. Địa chi mùa Dậu thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp với nhau. Như vậy thì rõ ràng cũng như là giống như là tháng 5 thì tháng 6 bổn mạng cần cẩn trọng một chút xíu, vì dù sao đi nữa là mộc nó khắc thổ, bổn mạng bị tương khắc tháng ha, phải chú ý nhiều điều. Như vậy thì chỉ có cái tháng 2 là khả năng mình đã trải qua được 20 ngày, các em đã trải qua được 20 ngày là khá xấu đối với tuổi của các em. Còn vận hạn của 6 tháng đầu năm thì là khá tốt đẹp về nhiều mặt, đặc biệt là tháng 3, tháng 4. Hy vọng là những cái thông tin anh chia sẻ về tử vi vận hạn như thế này sẽ giúp được các em trong công việc làm ăn và sinh ra tài lộc tốt đẹp. Ai xem kênh anh ba rồi mà chưa đăng ký thì xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái tử vi phong thủy về các cái tuổi, có thể là người thân, bạn bè của mình. Và nếu như mọi người xem cái video này thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ nó cho nhiều người tuổi Tân Dậu biết mà ứng dụng vào cái năm Kỷ Hợi 2019. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.